Nhận định soi kèo Anh với Romania ngày 6 tháng 6 năm 2021. Cuộc chạm trán giữa Anh và Romania nằm trong khuôn khổ giao hữu quốc tế. Cả hai đều có những mục tiêu riêng của mình. Với những trận đấu có tính chất không quá quan trọng như này thì mọi điều đều có thể xảy ra. Đội tuyển Anh đang trong giai đoạn chuẩn bị hướng tới vòng chung kết Euro 2020. Với dàn lực lượng hùng hậu thì Tam Sư đang mong muốn đạt được thứ hạng cao hơn và có thể là chức vô địch. Cuộc đụng độ sắp tới sẽ là màn chạy đà cuối cùng cho đội tuyển Anh trước khi đến với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Phong độ của họ đang rất tốt, với việc toàn thắng ở 5 trận gần đây trên mọi đấu trường. Chủ nhà vừa có đánh bại đội tuyển Áo với tỷ số tối thiểu ở cuộc đọ sức mới đây. Hàng công của Tam Sư đang có khả năng làm bàn khá tốt, với việc có tới 14 lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương ở những trận kể trên. Trong khi đó, hàng thủ của họ chỉ duy nhất một lần bị rung lên ở cùng thời điểm. Romania đã lâu nay không còn góp mặt ở những giải đấu lớn như Euro hay World Cup. Đội khách chỉ góp mặt ở Nations League hay các trận giao hữu mà thôi. Đội bóng này cũng không thể có vé dự Euro 2020 sắp tới. Vậy nên, Romania cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng ở cuộc chạm trán sắp tới. Thành tích của đội khách đang khá tệ, khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường tham dự. Đội bóng này vừa để thua sát nút trong cuộc tiếp đón Georgia vừa qua. Hàng công của Romania đang không quá tốt với chỉ có 7 pha lập công ở những trận kể trên. Còn hàng thủ đã không một trận giữ được sạch lưới. Trong quá khứ, hai đội đã nhiều lần đụng độ với nhau và Romania lại đang sở hữu thành tích tốt hơn. Ở lần mới nhất hai đội gặp nhau thì Tam Sư đã để thua trong trận cầu có tới 5 bàn được ghi. Trung bình luôn có 2 bàn được ghi ở 5 lần chạm trán mới nhất giữa đôi bên. Với những gì các chân sút của cả Anh và Romania đang thể hiện thì tài nhiều khả năng nổ ra.